Hi, xin chào mọi người, mình là Long Bùi. Và hôm nay mình lại tiếp tục về cái MV Fitman 301 như thường ngày thôi. Mình sẽ như đã hứa là mình sẽ cố gắng làm những cái clip về những cái đàn guitar mà được nâng cấp EV Fitman. Và hôm nay là mình đang cắt một cây là Merida XM mã số 18 GS. Thì cái dòng này dòng cao cấp. Hiện tại thì mình đang làm cho một anh trai là mừng sinh nhật của con trai Ngọc Nam. Mình đang làm cho anh cho tặng con trai của anh. Thì để mình xem lại đúng cái tên Ngọc Nam hay không nha. Sao vừa rồi chắc mà sao thấy cái tên nó lạ. Đúng rồi, Ngọc Nam. Ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn về cái cách này. Thì nói về cái hướng dẫn thì mình chỉ nói như vậy thôi, chứ thật sự là mình muốn những cái quy của mình đang cắt thì hiện tại thì như mình đã nói là quy cắt rất là khó, không phải là đơn giản, cho nên mình chỉ lắp ráp những cây quy mà hiện tại là anh em cắt quy ở shop, thì mình sẽ lắp ráp để cho trong quá trình lắp ráp thì mọi người có những cái thắc mắc, những cái gì đó mà trong quá trình mọi người cũng đang sử dụng để làm, thì có thể là thấy mình làm thì có thể sẽ có những cái đặc điểm của đó, có thể là mình sẽ xử lý trong đó thì mình sẽ theo dõi được, và mình cũng sẽ xử lý được những cái đàn của mình ở nhà. Thì nếu over các bạn xa không có thì tiện đến Guitar Long thì có thể là xử lý ở nhà ha. Đây mình đang canh cái tiết diện của Ewi để mình sẽ lắp. Bây giờ mình cắt nha. Đó, các bạn thấy này, thấy không, mình vừa cắt vô là đúng cái khe luôn này. Đó, các bạn đã qua này, đó là chính xác luôn ha. Anh Tài cho em mũi con quýt đi, mũi mồi luôn anh Tài. Rồi mình sẽ mồi lỗ trước ha, để cho lúc mình canh nguyên lên được chính xác. Cái việc làm này mình làm rất là thật luôn ha, nhưng mà chủ yếu là cái kinh nghiệm làm và cái độ quen tay thôi, các bạn thấy đó, đó bốn nhịp.
đó là những cái nan mà bên mình đã chế sẵn để cho vào cái đồ giữ ốc của EV nó được về lâu về dài thì nó tốt nhất, để cho nó không có bị buông ốc ra ngoài ha. Thứ hai nữa là nó sẽ không bị nứt thùng về lâu về dài. Có những cái trường hợp là các bạn bị thấy cái xốp cắt đó là nó bị bong ốc, có nghĩa là đường ốc của nó sẽ bị tuôn, nó làm cho cái quy nó bị rung. Tại vì ở dưới này các bạn không có một cái bè, một cái đỡ giống như một cái lồng đền nhé. Đó, cái phần này quan trọng nhất. Còn cái phần mà đuôi dắt thì mình cũng đã xử lý cái đuôi dắt xong rồi. Đây là một cây Merida của Tây Ban Nha ha. Cây này rất là cao cấp. Cây này hiện tại là 12.500. Giờ cho khô tí ha. Giờ cho khô tí rồi mình sẽ cho cái quy hoạch. Bao nhiêu phút vậy? 9 phút rồi. Ở cái của mình sẽ làm chắc mình sẽ làm khoảng 12 phút. Đây, đây là cái đuôi dắt ha. Mình cũng đã đục đuôi dắt trước cho nãy mình quên, không có để cái video mình làm video. Cho nên mình nghĩ lại tới video này mình sẽ quay tiếp một cái video này cho anh em.
Đó, anh em mình đã hoàn thành xong ha, anh em xem kỹ này, có những cái đường độ bum bê của EV này nó rất là sát nhau, nó rất khớp, để cho về cái lâu dài thì âm thanh của cái đèn nó sẽ không có bị thoát ra ha. Đó, nói chung là EV cũng sẽ rất là đơn giản, trong vòng mình gói gọn trong vòng 12 phút, nếu mà mình làm đúng cách trong vòng 15 phút là xong một EV rồi. Và thêm một phần chạy đây là anh này nữa thì tầm khoảng nếu mà mình lắp một EV hoàn thiện canh chỉnh hết kỹ càng tầm khoảng là 30 phút rồi, các bạn uống một cái lượng thề là đã xong rồi. Còn một video của mình về cây Meda Chamber với kết hợp EV Techman 301 đã hoàn thành cái công đoạn cắt ha. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video sau của mình.